Nguyễn Xin đã có một bài viết tóm tắt về vụ ẩu đả đêm qua tại nhà của nam em. Một nhóm người lạ mặt kéo đến nhà của nam em, sau lời qua tiếng lại với Tiểu Cường, rồi hai bên rút đồ ra chơi. Nam em lúc này gào thét dọa sẽ nhảy lầu. Cả con đường số 3 khu Layview, An Phú, quận Thủ Đức đã náo loạn trong đêm. Bảo vệ có mặt can thiệp, sau khi nam em livestream và la lớn thông báo rằng cô đang livestream thì nhóm người kia đã rời đi. Sau đó Tiểu Cường giật gậy của các anh em bảo vệ và chửi người này, chửi người nọ. Tiếp đến là màn cơm bát giữa Tiểu Cường và bảo vệ. Sau đó Tiểu Cường lên livestream chỉ trích chính quyền là đã gọi báo chính quyền nhưng không ai nghe máy. Cũng chẳng biết Tiểu Cường gọi số nào, gọi cho ai. Vẫn như thường lệ, Tiểu Cường lại đòi bắn nhau với người này người kia trên livestream của mình. Khúc này tôi thấy hơi lấn cấn. Tại sao lên live chửi hết người này đến người kia, nổ địa chỉ các thứ mà khi giang hồ kéo đến thì đòi báo chính quyền nhỉ? Hôm giờ lên live nổ địa chỉ ở Trung Lân, Hóc Môn. Hai hôm rồi anh bảy xuống thì thấy nhà đóng cửa. Sau vụ hôm nay mới biết Tiểu Cường hóa ra là ở nhà nam em, chứ không phải địa chỉ, thách thức, hẹn người này người kia đến để thi, đấu một phải. Tính sơ sơ có mấy ngày, Tiểu Cường đã chửi cả showbiz miền Nam, chửi nền giải trí miền Nam, phân biệt vùng miền, đời xử, huấn hoa hồng, dọa bắn, nát đầu anh bảy. Riêng đêm say rượu hôm kia, Tiểu Cường lúc like còn lôi luôn tên của Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM ra để đặt điều nói phết. Nay lại gây ồn ào ở địa bàn của nguyên trưởng phòng cảnh sát hình sự thành phố Hồ Chí Minh. Mình đi gấu lên sao? Bọn nó mua hết bọn nó rồi, vào đây làm sao được? Mua thì sao? Cũng phải biết cách đuổi nó đi chứ. Thế bây giờ như thế nào nữa? Thì đuổi đi được rồi đó. Đừng có bao giờ dùng nắm đấm nói chuyện. Bỏ đi. Tôi là
đây chứ ai. Chạy sang nhà đi mà chưa? Ê! Tôi nói là không được dùng nắm đấm nói chuyện, có gì có pháp luật nghe chưa? Là mọi người trả lời. Mọi người có biết cái vụ này là do đâu không? Trả lời đúng rồi, đọc tên đúng rồi. Đọc tên này. Không sợ giang hồ, chỉ sợ giang hồ am hiểu luật. Ông Cường này không phải dạng dễ chơi đâu. Chuẩn luôn, địt mẹ bắn nhau anh cũng dám bắn với chúng nó. Nhưng mà mình phải hiểu luật nhá. Anh đã thông báo tất cả rồi. Giờ này anh đã cho ghi âm tất cả cuộc gọi, ghi âm tất cả mọi thứ, đã báo chính quyền. Gọi chính quyền hai cuộc, chính quyền không nghe. Bảo vệ đến rồi, địt mẹ làm chơi văn luôn chết. Mấy cái loại lếch xù đi thuê, địt bố mày. Loại đấy không ăn thua đâu nhá. Địt mẹ làm anh chơi xanh cỏ với chúng nó luôn này. Anh hứa anh dự điều ấy. Anh đã không định lên live đâu nhưng mà giật mình thôi. Không, con mẹ luôn, không có tuổi. Hôm nay là việc khác. Không phải. Hôm nay không phải việc thằng xin, phải việc khác. Hôm nay là một cái việc nội bộ thôi, nó có. Nhưng mà thực ra chúng nó có cái đúng, chứ không phải là chúng nó sai đâu. Bởi vì nếu như mà chúng nó giống như là cái nghề nó như vậy thì bắt buộc nó phải vậy thôi. Nhưng mà vì vấn đề chúng nó bị sai cái này như này là chúng nó ngồi trước cửa nhà anh, thế thôi. Còn nếu anh đéo phải là thằng xã hội thì hôm nay chúng nó đúng. Còn anh là xã hội, anh đéo cho phép điều thế. Chứ còn chúng nó là đúng, chứ không phải là chúng nó sai. Chúng nó sai với pháp luật, chứ chúng nó sai. Chúng nó sai với pháp luật, nhưng chúng nó đúng với xã hội. Cái điều là điều anh công nhận. Và ta cũng nói chúng mày này, nếu như chúng mày nói đúng ra, chúng mày ok với tao ấy, bố mới đứng ra cho chúng mày. Nhưng mà chúng mày bị phá giá ra mất rồi, cho nên bố mới đéo tha chúng mày nữa. Bố mới dập chúng mày bằng pháp luật rồi. Không phải Nguyễn Xin đừng đổ cho nó. Tao khẳng định tao không bênh nó, tao đéo thích nó. Nhưng mà đầu tao đủ tố chất để phân tích, nghe không? Thằng Nguyễn Xin nó cũng đéo dại gì nhắc đến tao rời nữa. Khi nó đưa lên một cái trào lưu rồi, nó để cho những đứa khác chửi tao. Chứ nó cũng đéo dây vào đâu, nó khôn lắm. Tao thật sự mày câu ấy. Và tao có khi sau này tao lại là cái thằng ôn quý thằng ấy, chứ không phải là tao chửi nữa. Chuẩn, có chữ 8. Giờ thôi nhá. Mọi người đang đóng à? Biết mọi người. Khiếp đi. Sợ cái địt mày à chúng mày sợ. Mày à chúng mày. Nào là bố mày sợ chúng mày. Nhưng mà chúng mày đen cho chúng mày là hôm nay chúng mày đi đòi nợ không xem ngày. Địt mày à mày. May cho tao cũng là may cho chúng mày. Dạ em nghe các đại ca. Alo. Dạ em nghe ạ. Dạ, chào anh.